Chào các bạn, ngày hôm nay Trang La La lại được có quay trở lại để làm video review cho các bạn. Không phải là được mà gần như là hôm nay thì có thời gian hay cũng như là có hứng làm hơn. Thì Trang tranh thủ bởi vì cũng sắp 4 giờ chiều rồi, thế là Trang cũng tranh thủ mông má rồi làm tóc rồi lên cũng giặt quần áo rồi sau đó quay xuống làm video review hair swatch on cho các bạn. Thì Trang nghĩ video này chắc là cũng nhanh thôi, ngắn gọn thôi. Thì son ngày hôm nay mà Trang muốn review cho các bạn đó là thỏi son Sweet Glam Teen Glow. Thì đây là son dưỡng có màu. Thì em này thì Trang thấy khá là hot mà trong thời gian gần đây, hay cũng như cái mùa khô hanh sắp tới này, Trang nghĩ là các bạn sẽ thích những kiểu son như thế này. Thay thay vì là các bạn sẽ thích những kiểu son lì. Nhưng mà cái xu hướng son lì thì vẫn là rất là mạnh hiện giờ, bởi vì các cô người mẫu hay cũng như là những người nổi tiếng hay cũng như các cô hot girl thì các bạn diện những cái màu son thì lên lên mặt hay lên khuôn mặt hay lên môi rất là đẹp, thì Trang nhìn Trang cũng mê tít hơn chi là các bạn. Thì ok, ngày hôm nay thì Trang sẽ review cho các bạn cái thỏi son dưỡng có màu này. Thì ở đây Trang có 7 màu tất cả, thì Trang sẽ swatch cho các bạn tất cả 7 màu để cho các bạn nhìn và các bạn biết. Thì dòng son này thì hiện thì Trang có 3 màu của dòng son Limited. Trang nghĩ là Limited nhỉ. Yeah. À, Limited Edition gì thì Trang không biết. Không biết là người ta sẽ có ngừng hay không, nhưng mà đại loại là hiện nay thì Trang đang có 3 cái em Limited này và 3 màu, 4 màu vỏ hồng. Đó, thì cái em mà Trang dùng hàng ngày mà Trang yêu thích nhất đó là cái màu dưỡng hồng tự nhiên mà được coi là bản đúc của son dưỡng Dior. Thì Dior thì có từ rất là lâu rồi, em này thì mới thôi nhưng mà của Hàn Quốc. Thì Trang rất là hay hay cũng như Trang rất là thán phục với công nghệ chế mỹ phẩm của hay cũng như đồ make up của Hàn Quốc. Họ ra rất là nhanh và họ ra rất là tinh vi và cũng như là rất là phù hợp với những cái xu hướng hay cũng như nhu cầu của các chị em, nhất là những người ở Hàn Quốc hay cũng như ở Việt Nam chúng ta, hay nói chung hơn là ở châu Á. Thì Trang thấy họ ra rất là nhanh và họ ra rất là nhiều, mỗi một tháng cũng như vài tháng họ đã ra những sản phẩm mới, son mới mà đều cho Trang, có nghĩa là Trang rất là bất ngờ về chất son, về màu son hay cũng như là về độ dưỡng. Thì về dòng son lì họ cũng cho ra được dòng son lì dưỡng cơ, thì Trang cảm thấy rất là ngạc nhiên và Trang rất là thán phục. Nếu như mà Trang có một điều kiện hay cũng như nếu như về sau này thì Trang sẽ hướng, nếu mà Trang chỉ mong ước là Trang sẽ được qua Hàn Quốc một lần và Trang sẽ xem công nghệ, Trang muốn học hỏi cái công nghệ mà làm son hay cũng như là mỹ phẩm của Hàn Quốc. Thì đây là cái gọi là ước mơ của Trang La La sau này. Ok, thì Trang sẽ không dài dòng nữa và bây giờ Trang sẽ đi vào trọng tâm về cái thỏi son này. Thì đối với Trang thì cái thỏi cái dạng dưỡng hay cũng như cái chất dưỡng của em này thì Trang có nó làm cho Trang nhớ đến cái shea butter hay là hạt, Trang không biết tiếng Việt nó là gì nhưng mà gọi là shea butter. Thì độ dưỡng của nó rất là vừa phải. Thì nếu bạn nào đã thử qua son dưỡng của Ivy Roger rồi thì Trang nghĩ các bạn sẽ hình dung ra được cái độ dưỡng của em này, và Trang khá là thích cho Trang một cái độ dưỡng vừa phải, không quá bóng mà không quá chảy. Không biết các bạn có hiểu là cái câu chảy không, có nghĩa là nhiều son dưỡng rất là ướt như kiểu dạng Vaseline á, Trang không thích cái độ dưỡng chảy nước của Vaseline mà Trang thích nó hơi hơi sáp một tí nhưng mà cũng đừng sáp quá, đừng rít quá, nhưng Trang thích nó vừa vừa. Thế bởi vì các bạn biết không, khi mà các bạn có một làn da hay cũng như các bạn có một làn da dầu hay cũng như hỗn hợp dầu, thì khi mà các bạn muốn là các bạn thích cái cảm giác hay cũng như trên môi hay cũng như trên mặt một cái độ dưỡng vừa phải mịn màng đó, thì khi trên môi kể cả môi Trang khô thì Trang cũng thích nó như vậy đó. Thì trên môi Trang hiện nay chỉ có kem nền thôi và Trang sẽ thử cho các bạn cái màu dưỡng hay cũng như màu hot nhất của cái dòng son Sweet Glam này ha. Đó, đó. Khi mà các bạn đánh lên thì nó chưa hồng ngay vội, nhưng mà để một lúc thì cái màu hồng nó sẽ càng đậm hơn và các bạn sẽ càng đánh nhiều thì màu nó sẽ càng đậm. Ok, và Trang sẽ thử tiếp màu son thứ hai nha. Ok, màu tiếp theo mà Trang sẽ thử cho các bạn đó là cái màu cam như thế này.
Cái kinh nghiệm của Trang khi mà Trang đánh son á, thì thường thường Trang hay làm môi của mình bợt đi, bởi vì bản chất của Trang, môi của Trang là môi đỏ chứ không phải là môi thâm hay cũng như không phải là môi bợt. Nên Trang khi mà trước khi Trang đánh son hay cũng như Trang đánh kem nền á, thì Trang đều quét một ít vào môi. Thì bởi vì đây là son dưỡng rồi, vậy nên Trang sẽ không đánh dưỡng nữa mà Trang chỉ đánh độc son này thôi ha. Thì đây sẽ là màu cam hay cũng... Trang không đọc được số nữa, đây là cái điều mà Trang hơi bị buồn bởi vì họ ghi không có rõ. Wow. Đấy. Thôi thì màu cam vậy nhá. Ok. Đó thì đây là cái màu base của môi Trang nè. Đó. Ừ. Nó lên thành hơi cam hồng nhạt nhẹ và có một xíu độ bóng vừa vừa. Ừ. Ok. Ok, màu tiếp theo đó là màu mận. Đây. Dạ. Màu mận. Không có số luôn, số rất là chìm bởi vì mắt Trang cận, thế nên Trang sẽ không đọc rõ được cho mọi người, nhưng mà các bạn cứ biết là màu mận nha. Ok. Thì cái dạng son này thì Trang thấy nó gần như là cái dạng son sheer đó. Nhưng mà nó cũng gần gần tương tự như vậy, nói chung là tùy từng hãng thì cái màu nó sẽ lên như thế nào thôi. Đó. Màu mận. Đẹp ha. Trông già quá mà. Với những cái kiểu son sheer như thế này thì Trang khuyên các bạn nên make up theo kiểu dạng nhà, chỉ tập trung vào kẻ viền mắt hay cũng như chuốt mi mà thôi, chứ đừng đánh hoặc là đánh má hồng, nhưng mà hồng ở hai bên cái tròn tròn này hay là apple cheek này này đó. Màu mận nha. Ok, màu tiếp theo đó là màu tím. Màu tím vẫn vỏ hồng thì phải, Trang không biết là Trang có bị lẫn vỏ không, nhưng mà đây là màu tím. Cái màu này thì Trang thử một lần rồi, Trang không thích lắm, không biết tại sao nhưng nó lên mặt của Trang là không hợp. Nhưng mà ngày hôm nay các bạn nhìn nha, đây là màu nền của môi này, bởi vì Trang thử Trang tẩy, nhưng mà bởi vì cái son, cái màu dưỡng này này, cái màu dưỡng này này đấy, khi mà các bạn đánh xong một lúc sau nó sẽ hồng và nó sẽ bám rất là chắc. Thế nên là cái việc tẩy rửa của Trang thì nó sẽ không, nhưng mà Trang cho các bạn nhìn cái màu sẵn, cái màu base hay cái màu dưới son hay dưới cái màu môi của Trang nó như thế này thì nó lên nó sẽ như thế nào. Thì đây sẽ là màu tím nha. Những kiểu son dạng dưỡng hay dạng sheer như này thì các bạn đánh son sẽ cảm thấy dễ hơn là những cái em son lì hay son satin. Đó. Không hiểu sao cái hôm đấy Trang đi chơi, không biết chắc là do Trang đánh mắt đậm quá nên Trang đánh cái màu này lên Trang thấy không hợp. Nhưng mà nhìn hình này thì Trang thấy là cũng hợp ha. Màu tiếp theo, các bạn biết không, đây là một dạng son tint, thế nên là các bạn hình dung ra cái son dạng son lòng môi, son nước á, son đấy tẩy còn khó hơn son này. Son này cũng là một dạng tint nhưng mà dạng vừa dưỡng vừa tint, mà Trang đã cảm thấy là Trang tẩy rất là khó rồi các bạn. Trang phải lấy giấy tẩy trang này, Trang lau bằng khăn này. Ôi trời ơi. Độ bám rất là ok, rất là chắc và ăn thì cũng trôi đấy, không không phải không cũng không giữ được lâu lắm đâu, nhưng mà cũng độ khoảng từ 2 đến 3 giờ, 3 tiếng gì đó. Và màu lên rất là đẹp, rất là tự nhiên ha. Đây, đây là màu hồng và dòng limited nha. Nha. Không nhìn được số. Đó, đây là môi này, Trang phải tẩy mãi nó mới được này đấy. Thử mấy màu kia là bám hết vào môi. Đó. Các bạn biết vì sao cái đầu nó bị tù lại không? Bởi vì mấy lần Trang đi chơi Trang để trong túi, Trang đánh dấu son lên cho bột. Thế nên là một lần là nhớ ông nội, một lần là nhớ ông ngoại. Thế là các ông cứ thưa này thôi, thế là đầu son này. Ôi giời ơi. Đó.
Màu này là màu hồng, trong cảm giác như hồng hồng sen, hoặc là cũng không hẳn là hồng hồng sen lắm đâu, không chói, vừa vừa hồng trung bình. Hồng baby cũng không phải lắm. Gọi là màu hồng. Dòng son limited. Màu tiếp theo đó sẽ là màu hồng nhạt. Đó, nhạt hơn cái màu vừa rồi Trang thử, cũng là cùng dòng limited. Em này đánh lên thì hơi hơi tím nhẹ đúng không? Cũng có thể Trang nghĩ là do cái màu môi, hoặc là do Trang thử mấy màu trước, Trang tẩy không kỹ. Nhưng mà Trang đã đánh che khuyết môi lên rồi, nhưng mà khi mà lên thì màu nó hơi hơi bị tím tím, mà nhìn nó sẽ không không giống cái này lắm. Nhưng Trang nghĩ là các bạn thử để một lúc xem, thì sau đó nó sẽ lên với cái màu mà các bạn ưng ý, bởi vì mọi lần Trang đánh cái màu này Trang rất là ưng ha. Ok. Ok, và đó cũng là em son cuối cùng mà Trang swatch cho các bạn, và cũng là màu mà Trang yêu thích nhất, và cái em son đầu tiên, cái màu hồng nhạt như là son Dior á, hay là được được mệnh danh là bản đúp của Dior. Cái thỏi đấy cứ nhầm mãi đây. Đó là cũng là màu mà Trang hay đánh hàng ngày nhất, gọi là đi mọi lúc mọi nơi, đi đâu Trang cũng mang theo, hoặc là lúc nào thích màu gì thì Trang mang theo màu đó, nhưng mà đa số là Trang đánh màu đó. Và đây là cái màu mà Trang thích nhất trong cái cả cái bộ màu son của Sweet Glam này. Ok. Và dạ, Trang hy vọng các bạn sẽ yêu thích những video kiểu swatch hay cũng như review vừa chat chít như thế này, thì Trang sẽ cố gắng và Trang sẽ quay nhiều hơn. Và ngay sau đây thì Trang sẽ cố làm thêm một video swatch son nữa, đó là son sáp của Zara ha. Ok, và Trang sẽ gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Và các bạn đừng quên ấn like khi các bạn yêu thích này, và đừng quên subscribe cho Trang La La Channel, hay cũng như là Trang La La Beauty Lady ha. Và Trang sẽ gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye.